Với hàng nghìn công trình lớn trải dài khắp ba miền Bắc, Trung, Nam và hàng trăm dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tự hào là một trong những cái nôi của ngành xây dựng Việt Nam. Hành trình kiến tạo được tiếp nối bằng những công trình đẹp và bền vững đang làm nên sức bật mới của một doanh nghiệp có bề dày truyền thống vững bước trong thời kỳ hội nhập. Thành lập ngày 31 tháng 8 năm 1958 trên cơ sở công trường 6 của Bộ Kiến trúc, trong khí thế của những năm đầu sau giải phóng Hải Phòng, Công ty Kiến trúc Hải Phòng, tiền thân của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng ngày nay, là đơn vị nòng cốt thực hiện nhiệm vụ thiết kế và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế và dân dụng của Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Những năm tháng ấy, cán bộ, người lao động của công ty đã tắm mình trên những công trường xây dựng để thi công với tinh thần của con người mới xã hội chủ nghĩa, lao động có kỷ luật, kỹ thuật và đạt năng suất cao, bàn giao công trình đúng tiến độ. Họ đã góp phần kiến thiết, xây dựng lại Hải Phòng sau giải phóng và đưa lực lượng thi công đến khắp các vùng duyên hải Bắc Bộ, xây dựng những nhà máy, xí nghiệp mới, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nhà máy cá hộp Hạ Long, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, dây chuyền 2 và lò hơi nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy ắc quy tia sáng Hải Phòng, trường chính trị Tô Hiệu, Viện Nghiên cứu Biển, nhà máy nước Hải Dương. Những công trình đã làm nên dấu ấn của những công nhân xây dựng sôi nổi, đem sức mình dựng xây đất nước. Giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, trong đó Hải Phòng là một trọng điểm. Những năm tháng không quên, với tinh thần tay bay, tay súng, sản xuất trong điều kiện phân tán lực lượng, Công ty Kiến trúc Hải Phòng bấy giờ đổi tên thành Công ty Xây dựng Hải Phòng, đã thi công 65 công trình, hạng mục công trình cho các lĩnh vực quân sự, dân dụng và công nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Bên cạnh những công trình lớn đảm bảo giao thông, phục vụ chiến đấu như hầm A-315, hầm A-316, nhiều công trình cấp quốc gia được thi công trong điều kiện hết sức khó khăn đã cho thấy sức bền, tinh thần vượt khó, sự sáng tạo của các kỹ sư công nhân. 16 năm liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, họ đã viết nên những trang đẹp của một thời lao động sản xuất chiến đấu hy sinh quên mình. Lịch sử sẽ còn khắc ghi hình ảnh đại đội trung dũng quyết thắng gồm 120 cán bộ công nhân viên chức của Công ty Xây dựng Hải Phòng đã tình nguyện lên đường vào Nam đánh Mỹ. Trong số họ, 109 cán bộ công nhân viên đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam. Tính chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn 1.500 cán bộ công nhân viên công ty đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Trận địa pháo phòng không của công ty đã chiến đấu 160 trận, bắn rơi một máy bay Mỹ. Đất nước thống nhất, công cuộc tái thiết đặt ra những yêu cầu cấp bách. Công ty Xây dựng Hải Phòng bấy giờ đổi tên thành Công ty Xây dựng 16 Hải Phòng, phải phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng để đảm nhận những nhiệm vụ nặng nề hơn. Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, công trình trọng điểm quốc gia, được thi công trong giai đoạn năm 1975-1981, sử dụng phương pháp xử lý hang động Carter, được đánh giá là giải pháp tối ưu nhất về kỹ thuật xây dựng thời bấy giờ. Công trình này đã để lại những bài học quý về quản lý điều hành, thực hiện tiến độ một cách khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, xử lý những vấn đề khó khăn trong thực tiễn đặt ra. Trong chặng đường dài không ít thăng trầm của hành trình 60 năm, những người lao động đã gắn bó nhiều năm với doanh nghiệp hẳn không thể quên giai đoạn khó khăn của những năm đầu đổi mới. Chủ trương cắt giảm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp khi số lượng dự án giảm rõ rệt. Có thời điểm việc làm chỉ đủ cho 50% lao động, công ty đã phải thực hiện hàng loạt biện pháp cắt giảm. Cái khó ló cái khôn
lãnh đạo công ty đã kịp thời chuyển hướng bằng việc mạnh dạn đề ra nhiều biện pháp, xây dựng hàng loạt cơ chế tạm thời nhằm tìm kiếm việc làm, nâng cao tính chủ động, nhạy bén của người lao động, từng bước xóa bỏ tư tưởng bao cấp. Khi nhận thức mới được thấm nhuần trong cán bộ công nhân viên, chất lượng sẽ tạo ra thương hiệu để kinh doanh, thương hiệu cũng là tài sản để niềm tin cho khách hàng. Hoạt động của doanh nghiệp đã có chuyển biến đáng kể. Trong khó khăn, song đây lại là thời kỳ sôi động của những công trình lớn. Nhà máy xi măng Hoàng Thạch 2, nhà máy xi măng Trinh Phong Hải Phòng, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ thành phố, nhà máy sàng tuyển than Cọc 8 Hòn Gai và hàng chục công trình lớn khắp 3 tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương đã khẳng định thương hiệu mạnh của doanh nghiệp. Đặc biệt, công trình Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp được áp dụng phương án kỹ thuật chống chọc thùng sàn là một điểm sáng đầy tự hào trong kỹ thuật xây dựng của Việt Nam. Cơ chế quản lý cấp đội đã được doanh nghiệp vận dụng hiệu quả và điều kiện sản xuất mới, tạo ra sự năng động nhạy bén, thích ứng với cơ chế thị trường. Những thành công cả về quản lý doanh thu lẫn trình độ thi công các công trình trọng điểm quốc gia với nhiều đột phá là cơ sở thuận lợi để năm 1994, công ty mở rộng địa bàn hoạt động vào phía Nam và thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 3 năm 1996, đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp với việc Bộ Xây dựng ban hành quyết định thành lập Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng trên cơ sở tổ chức lại và nâng cấp các đơn vị của Công ty Xây dựng số 16 Hải Phòng và một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. Đánh dấu mốc phát triển mới đa lĩnh vực trong ngành xây dựng, kết hợp sản xuất với kinh doanh, đẩy mạnh xuất nhập khẩu và liên doanh liên kết. Từ đây, tổng công ty có thêm thế và lực mới, quyền chủ động sản xuất kinh doanh ngày càng được phát huy. Sau khi hòa bình và thống nhất đất nước, cái đòi hỏi xây dựng theo di chúc của Bác ấy, là bây giờ xây dựng gấp 10 ngày xưa. Cho nên rõ ràng cái đòi hỏi về mặt xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội là rất lớn. Thì công ty 16 là một công ty duy nhất được từ công ty lên tổng, không có sát nhập với bất cứ đơn vị nào. Vì thế cho nên là cái những khó khăn đối với một đơn vị nhỏ mà biến thành cái đơn vị lớn là cực kỳ khó khăn. Cái biện pháp để khắc phục những khó khăn đó là chúng tôi xác định cái yếu tố đầu tiên là con người. Cho nên là chúng tôi dưới sự lãnh đạo của Đảng và vận động các tổ chức quần chúng, lãnh đạo cán bộ nhân viên chức để giữ cái khối đoàn kết nhất trí, thành lập lại các cái phòng ban cho nó phù hợp với cái cơ cấu tổ chức mới, xây dựng những cơ chế tức là ưu đãi để thu hút cán bộ giỏi ở các cái đơn vị khác về đơn vị mình. Chính như vậy cho nên là cái lực lượng cán bộ công nhân của chúng tôi được tăng cường rất nhanh, đáp ứng được mọi cái nhiệm vụ sản xuất cho đơn vị. Năm 2013, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, tổng công ty đã tiến hành cổ phần hóa thành công hoạt động theo mô hình công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ 94,61% cổ phần chi phối, tổng tài sản trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, vốn hoạt động hơn 250 tỷ đồng. Cơ cấu tổ chức gồm cơ quan tổng công ty với 6 phòng nghiệp vụ, 1 ban quản lý dự án, 15 ban điều hành dự án và 22 công ty thành viên trải dài khắp 3 miền Bắc Trung Nam, nguồn nhân lực chất lượng cao với 7.000 lao động. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường công tác tìm kiếm thị phần trên phạm vi cả nước và từng bước vươn ra nước ngoài, đầu tư chiều sâu cho công tác khoa học kỹ thuật và nguồn nhân lực là những giải pháp đồng bộ đã được tổng công ty nỗ lực triển khai trong nhiều năm. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, ở trong nước, nhiều tổng công ty trong lĩnh vực xây dựng tích cực đổi mới hoạt động, mở rộng thị trường. Thêm vào đó, nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có uy tín của nước ngoài cũng chuyển hướng vào thị trường Việt Nam. Thị trường đặt ra những thách thức mới buộc tập thể lãnh đạo tổng công ty phải tìm hướng đi hiệu quả nhất. Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng đã tập trung vào nhiều các lĩnh vực, trong đó có hai lĩnh vực chính là sản xuất xây lắp và đầu tư xây dựng bất động sản. Về công tác xây lắp thì ngoài công tác tiếp cận thị trường, tổng công ty đã tập trung xây dựng được cái thương hiệu uy tín, chất lượng và an toàn là cái thương hiệu hàng đầu của tổng công ty trong thời gian vừa qua. Và ngoài cái công tác xây dựng được thương hiệu như vậy, mở rộng thị trường như vậy, tổng công ty xây dựng Bạch Đằng đã tập trung thứ nhất là xây dựng được nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, công nhân viên giàu kinh nghiệm, các chuyên gia giàu kinh nghiệm để đầu tư
đặc biệt là các cái công trình trọng điểm của quốc gia, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đều tham gia thi công. Giải pháp thứ hai là chúng tôi đã đầu tư các cái thiết bị máy móc hiện đại để thay đổi công nghệ và từ đó sẽ giảm được sức lao động và hạ giá thành sản phẩm, tăng được cái sức cạnh tranh cao trên thị trường. Ngoài lĩnh vực xây lắp, chúng tôi tập trung đầu tư vào bất động sản ở các cái tỉnh thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đồng Nai và thành phố Hải Phòng. Các cái dự án tổng thi tập trung đầu tư xây dựng bất động sản đều được chủ đầu tư và các hãng đánh giá rất cao về cái chất lượng của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng. Từ thực tế sản xuất kinh doanh, lĩnh vực xây lắp được tổng công ty xác định là hoạt động chủ đạo. Để mở rộng biên độ và có được sự ổn định trong hoạt động xây lắp, công tác tiếp thị được chú trọng từ tổng công ty đến các đơn vị thành viên, tập trung đấu thầu, tiếp thị các dự án hạ tầng và môi trường cung nguồn vốn ODA, các nhà máy nhiệt điện, lọc hóa dầu, nhà máy hóa chất, các công trình công nghiệp xi măng, đóng tàu, cấp thoát nước, xử lý nước thải, các công trình giao thông, nhà cao tầng và công trình nhà ở công cộng, các dự án về nông nghiệp và biến đổi khí hậu. Với việc xây dựng nhiều cơ chế mới năng động sáng tạo, đấu thầu và thắng thầu ở nhiều công trình có quy mô lớn đạt hiệu quả kinh tế, thương hiệu và uy tín của tổng công ty ngày càng nâng cao, chiếm lĩnh cả thị trường trong và ngoài nước. Đầu tiên, tôi muốn nói lời cảm ơn Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã thực hiện hiệu quả dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng. Về năng lực thi công, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã huy động đầy đủ nhân lực và máy móc để thi công dự án. Đặc biệt trong hạng mục nhà máy turbin là một trong những hạng mục khó khăn và quan trọng của dự án. Về công tác bảo đảm an toàn lao động, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tuân thủ tất cả các quy định về an toàn của Doosan và không để xảy ra bất cứ tai nạn lao động trên công trường. Đó là một điều rất tuyệt vời và chúng tôi vô cùng hài lòng. Về chất lượng xây dựng, chúng tôi đánh giá cao các hạng mục mà Bạch Đằng thi công và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác với Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng trong nhiều dự án sắp tới. Chinh phục thị trường bằng tiến độ thi công, chất lượng kỹ mỹ thuật công trình, bước nhảy xa và dài của tổng công ty được khẳng định bằng việc thi công nhiều công trình quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao, trải dài trong phạm vi toàn quốc. Nhịp độ thi công dồn dập, nhiều công trình gối đầu nhau mang lại hiệu quả kinh tế. Các dự án được tập trung chỉ đạo thi công, thực hiện kiểm tra giám sát định kỳ, thành lập các ban điều hành tại các dự án lớn. Do vậy, đã kiểm soát chặt chẽ tiến độ, đáp ứng yêu cầu chất lượng và an toàn lao động theo yêu cầu của chủ đầu tư. Uy tín thương hiệu của tổng công ty được nâng cao, lan tỏa và gây ấn tượng sâu sắc đối với các chủ đầu tư. Đối với dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương giai đoạn 2 này thì nó có 3 gói thầu xây lắp chính. Có một trong đó thì sau khi đấu thầu quốc tế thì gói thầu ICB04 thì tổng công ty Bạch Đằng đã thắng thầu, đạt với cái mức so với là khi hợp đồng là vừa về trước 6 tháng và so với cái hiệp định vay là về trước 2 năm. Như vậy chính vì cái đó là một trong những cái hợp tác tốt, đánh giá hợp tác tốt giữa tổng công ty Bạch Đằng và chủ đầu tư chúng tôi là công ty Bivase. Lãnh đạo của công ty tổng Bạch Đằng cũng tạo điều kiện cho các anh em ở cái ban điều hành và cán bộ công nhân viên là làm việc đảm bảo cái hiệu quả công việc. Cho dù làm trên những cái nền địa chất nó bị sụt lún đầm lầy, làm trên những con đường mà mật độ giao thông rất cao và nhất phải làm đêm, nhưng mà với đội ngũ lãnh đạo của chỉ đạo điều hành và với đội ngũ của cán bộ công nhân viên của công ty tổng công ty Bạch Đằng đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Nhằm phát huy cái thế mạnh trên các cái lĩnh vực hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của mỗi bên thì Vietcombank chi nhánh Hải Phòng và tổng công ty xây dựng Bạch Đằng đã ký cái thỏa thuận hợp tác toàn diện. Theo đó thì Vietcombank đã cam kết tài trợ vốn cho các cái dự án do tổng công ty thực hiện và cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ và các cái giải pháp tài chính kịp thời cho tổng công ty thực hiện thi công xây dựng các cái công trình tầm cỡ quốc gia và quốc tế, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong cái sự phát triển của Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu của thị trường. Ngay từ khi hoạt động theo mô hình tổng công ty, lĩnh vực này đã được xác định là một hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng nguồn thu cho doanh nghiệp và việc làm cho người lao động. Mặc dù lĩnh vực này chỉ chiếm 6% trong tổng giá trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, song thực tế, các sản phẩm bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm, kết cấu thép tiền chế của tổng công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, tạo ra lợi thế khác biệt trong việc làm chủ nguồn nguyên liệu chất lượng cao trong sản xuất.
Trong lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế, Tổng Công ty chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại và các kỹ sư công nhân có trình độ chuyên môn sâu, đặc biệt quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ mới. Các lĩnh vực thiết kế mảng điều khiển, ứng dụng công nghệ sàn bóng, móng nông là những công nghệ tiên tiến được Tổng Công ty nghiên cứu áp dụng đã góp phần nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn thời gian thi công, giảm giá thành xây dựng, được các nhà thầu đánh giá cao. Đối với việc đầu tư các dự án, với phương châm ưu tiên các dự án có tính khả thi cao, thu lợi nhuận sớm, kiểm soát chặt chẽ tiến độ. Trong 5 năm gần đây, công tác đầu tư tập trung chủ yếu vào các dự án do công ty mẹ làm chủ đầu tư. Tòa nhà phức hợp văn phòng thương mại dịch vụ tại 268 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng là dự án đầu tư trọng điểm của tổng công ty, được đưa vào khai thác sử dụng từ đầu tháng 5 năm 2017. Với 90% diện tích sàn đã được triển khai phương án kinh doanh hợp tác và cho thuê văn phòng, đến thời điểm này, dự án đã bảo đảm hiệu quả sau đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án đã và đang được triển khai, như dự án khu nhà ở tại 266 Trần Nguyên Hãn, dự án khu dân cư Gò Gai, Thủy Nguyên, dự án tòa nhà văn phòng số 97 Bạch Đằng, dự án đầu tư xây dựng chung cư cũ U19 Lam Sơn, dự án khu nhà ở thương mại tại 85 đường Vòng Cầu Niệm, Hải Phòng, cùng hàng loạt dự án nhà ở xã hội, công trình nhà ở, căn hộ cao cấp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Những dự án đã mang về tiềm lực mới cho tổng công ty, khẳng định năng lực đầu tư của doanh nghiệp. Năm năm hoạt động theo mô hình cổ phần, với tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, bình quân 11% một năm. Trong đó, năm 2017, tổng công ty đạt giá trị sản xuất kinh doanh 3.024 tỷ đồng, doanh thu 2.236 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 137 tỷ đồng. Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng đã ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, ngày càng đi vào hoạt động hiệu quả, bền vững. Thực hiện nghị quyết Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty đã tích cực triển khai đề án tái cơ cấu lại các đơn vị thành viên của Tổng Công ty và Công ty Mẹ, đồng thời thoái 94,61% vốn nhà nước tại Tổng Công ty. Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Tổng Công ty đã thực hiện thoái vốn thành công 100% vốn nhà nước còn lại tại doanh nghiệp. Tổng Công ty đã chính thức bàn giao, chuyển quyền chủ sở hữu vốn nhà nước cho chủ sở hữu mới là ông Vũ Quang Bảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bitexco, đánh dấu giai đoạn Tổng Công ty hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân. Được sự chỉ đạo quyết liệt cũng như sự ủng hộ của Bộ Xây dựng, thì Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã chuyển đổi mô hình theo chủ trương của Chính phủ rất là nhanh, đã chuyển đổi hoàn toàn từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần. Trong cái chiến lược giai đoạn sau khi chuyển đổi cổ phần hóa, thì Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng phải phát huy mạnh hơn nữa đối với ngành nghề truyền thống về lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, với lĩnh vực xây dựng này, rất cần phải có sự thay đổi, tạo ra cái sự quản trị trong xây dựng nó có chuẩn mực tốt hơn, đảm bảo được những cái dự án lớn xứng với tầm quốc tế và kể cả có thể thi công những dự án của chủ đầu tư quốc tế. Thứ hai là Bạch Đằng cần phải chuyển đổi, mở rộng ngành nghề. Trước nhất là phải mở rộng bằng cái việc là chủ đầu tư các cái dự án lớn về bất động sản, đóng góp cho những các cái công trình kiến trúc, nhưng cũng đồng thời nữa là cũng là tiếp tục nâng cao cái trình độ kinh nghiệm mà chuyên nghiệp để mà thi công những các cái công trình mà do chính mình là chủ đầu tư, và đồng thời là phải chớp lấy cơ hội trong cái chủ trương chuyển đổi mô hình kinh tế của Đảng nhà nước để phát triển đầu tư những cái lĩnh vực ngành nghề mà theo cái chủ trương đường lối của Đảng, của Chính phủ cũng như là của thành phố Hải Phòng. Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng thì cũng sẽ tham gia vào cái lĩnh vực về phát triển kinh tế ngành nghề, đóng góp cho an sinh xã hội.
đối với thành phố Hải Phòng nói riêng và đối với đất nước của chúng ta nói chung. Trong suốt chiều dài xây dựng và phát triển, điều làm nên thành công của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, bên cạnh hướng đi đúng, sự chủ động linh hoạt thích ứng với thị trường và điều kiện hoạt động, là bài học về sự đoàn kết, quy tụ người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Các tổ chức đảng đoàn thể trong những năm kháng chiến, dưới thời bao cấp hay khi bước vào cơ chế thị trường vẫn luôn giữ vai trò dẫn lối, chỉ đường đối với doanh nghiệp và người lao động, được tổ chức hoạt động bài bản. Chính vì làm tốt công tác xây dựng đảng, phát động phong trào thi đua mà trong những thời điểm khó khăn nhất, trong những điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất trên khắp các công trường, từ thành phố đến miền núi hải đảo, hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hàng trăm tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, hàng chục điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Người lao động Tổng Công ty đã tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo từ thiện do Trung ương và thành phố phát động với giá trị đóng góp hàng tỷ đồng. 60 năm qua là một chặng đường ghi dấu ấn xây dựng, trưởng thành và phát triển của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, cũng là một quãng thời gian mà Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng gắn bó với sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đánh giá cao những sự đóng góp rất là quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và trong các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo người có công, người nghèo mà Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tham gia chia sẻ cùng thành phố. Còn có rất nhiều những công trình kinh tế xã hội quan trọng và dân sinh mà Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tham gia xây dựng trên địa bàn thành phố, để lại dấu ấn, trách nhiệm và tình cảm của đội ngũ, những người kỹ sư, những cán bộ quản lý, những người công nhân và những người lao động của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đối với thành phố chúng ta. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn luôn ghi nhớ và đánh giá cao những đóng góp tốt đẹp đó. Ở bước phát triển mới của Tổng Công ty, chúng tôi hy vọng rằng và tin tưởng rằng Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, những người cán bộ, kỹ sư, những người lao động của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng sẽ tiếp tục phát huy được truyền thống tốt đẹp của Tổng Công ty trong suốt 60 năm qua, có những bước phát triển mới, quan trọng hơn, tích cực hơn, tốt đẹp hơn, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố chúng ta. Sáu mươi năm đã đi qua, song hành với dòng chảy đầy biến động của lịch sử dân tộc, ở thời kỳ nào, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng cũng là doanh nghiệp được Trung ương đặt nhiều kỳ vọng. Với nỗ lực không mệt mỏi, Tổng Công ty đã chiếm lĩnh thị trường cả nước, từng bước vươn ra thị trường nước ngoài với hàng ngàn công trình khẳng định sức bền cùng thời gian. Thật tự hào, từ trong gian nan thử lửa, người lao động Tổng Công ty đã xây dựng nên một thương hiệu mạnh, góp phần tạo nên xung lực mới cho nền kinh tế đất nước. Hôm nay, trên tuyến đầu hội nhập, sẽ còn nối dài những công trình lớn, in dấu người kỹ sư công nhân Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng. Họ tâm niệm, muốn thành công và năng động, quyết tâm, nhưng hơn cả là tư duy kiến tạo dựng xây đất nước. Hành trình kiến tạo với tư duy mở sẽ tạo nên sức bật mới, khẳng định Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, một thương hiệu mạnh của ngành xây dựng Việt Nam. Những công trình đang đợi.